Ok, chào cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về biểu tượng sát thủ Kainan cho anh em xem nha. Trận này thì mình sẽ tiếp tục đi rừng các bạn ạ. Lâu lâu gọi là đi rừng với các con bài gọi là Kainan, gọi là đi headshot các bạn cho mọi người xem chơi. Con này thì khả năng nó gọi là ăn mạng tốc độ bàn thờ luôn ấy. Chỉ cần quăng chiêu 2 lao vào chiêu cuối xong rồi xoay thêm chiêu 1 nữa là xác định là đối phương những cái biểu tượng máu giấy như là pháp sư AD là chỉ vậy thôi là đủ nha. Nếu mà mình còn vui vui, mình tặng cho thêm cái trình trị nữa thì ngon. Đằng nào thì cũng chết thôi, sao mà đỡ được. Còn nếu mà nó còn trâu bò hơn tí nữa mà mình trình trị mà vẫn không chết thì cầm cái tay ký lên đầu nó một cái, đảm bảo thế nào là cũng teo các bạn ạ. Tôi len theo mình xuống đường dưới ganh rồi, vì thế nên mình sẽ chạy ra đường giữa, mình sờ mông sờ má, mình sơi sơi luôn mấy con quái này nha các bạn. Chu xoay tay nè, ơ đủ rồi, xong mất con bùa rồi các bạn ơi, mất con bùa rồi các bạn ơi, cái đậu xanh nó khốn nạn, mất bùa rồi các bạn ạ. Ủa là sao bạn, bạn đi ganh mình farm mấy con quái này, bạn làm gì mà căng thế, trời ơi, sao bạn có thể gọi là chat cho ham xong rồi bạn hỏi chấm này thế nào. Như vậy là các bạn có thể biết rằng Tulen tem mình là người mới tập chơi rồi sao ấy. Rồi xong, bắt vào vị tướng John Pang, lấm lúa. Đấy, bạn ấy chat như vậy là mình biết rằng là bạn này bạn chơi yếu rồi đấy, lại phải gánh thêm mít cho mình nữa rồi các bạn ạ. Mày hả ơi, mày hả ơi. Ui dồi ôi, thôi chết tôi rồi, không có mana. Nhìn cái con mít này, con Liliana này, nhớ mặt nhau nhá. Tôi nói cho bạn biết đấy, bạn nhớ mặt tôi đó, đừng trách tôi vô tình, ok. Đừng trách tôi vô tình mà bạc nghĩa, ok. Get go. Chú xoay tay nè, ụp nè, ụp nè, lấm lúa nè, chơi luôn nè, ngại ngùng gì mà không chơi nè. Pheo xì cúc, xì cóc, xì cúc. Ừ. Rồi. Đường trên toang rồi anh em ơi. Mình lại ăn quái ở khu vực đường giữa của vị tướng Tulen rồi này. Đi đâu? Ô kìa. Lạng lạnh đánh võng đánh mình luôn các bạn ạ. Ui giời, tốc biến từ vị tướng Aletor. Mình luôn sử dụng luôn cái chiêu cuối để mình chạy các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Aletor nó ulti vào đấy vào trúng người mình thì xác định luôn. Bỏ mạng nơi diễn trường luôn rồi đấy. Nằm một đống như đống ấy ở đó luôn rồi. May mình chạy chiêu cuối nhanh còn kịp. Né được cái do chiêu cuối của Alistair là sống. Êm nha, êm nha. Hello. Đúng rồi, đánh nhau đi. Đúng rồi. Lao lên cho nó ulti luôn là mình lụm nè. Trời AD support thì mình nhát thế. Trời lao lên cho nó ulti luôn. Đấy, xong rồi là nó đang ulti là mình lao vào mình húp nó. Chứ bây giờ các bạn không dám lao lên thế này, mình biết đường nào mà mình đánh bây giờ. Ăn dầu à? Không được, nó phá. Đây rồi. Cơ hội đây rồi. Chạy đi đâu. Rồi ok, đi về. Thôi. Teo nát kìa. Teo nát thì mình chiến thế. Lỡ rồi thì quăng cho một luôn. Lấm. Rồi ăn dòng nào. Dòng đi. Chú phải có người hỗ trợ kìa, chứ khơi khơi mình đâu có ăn được. Ok, còn bùa anh em ơi, mẹ cái con Liliana này, mày chết không được rồi. Nó quả cầu băng xương hay quá, đúng lúc mình quăng chiêu 2 nó quả cầu băng xương được nó mới hay chứ. Liliana theo bạn biết chơi mọi người ạ, nó chơi hay ấy, này là cao thủ Liliana luôn rồi, đáng sợ quá. Ê, na, cà chớn đi đâu, chú. Ui giời ơi, chừng chị mà chưa kịp đánh nó mà nó đã chạy mất. Chán thế nhờ. Hèo. Aletor kìa. Aletor nó đang ở đây các bạn ơi. Đấy, thằng Na nó lại còn cướp búa của mình ghê chứ. Không lẽ mình ra mình cho nó một phát nó về làng luôn bây giờ. Cứ thích khịa người gọi là đẹp trai không à.
kỳ cục kẹo. À, ui giời ơi. Quay. Trời ơi, chạy mất tiêu rồi, xong. Vậy là xong rồi. Ấy. Lên cho nó cái thương xuyên phá nha các bạn. Trời ơi, Liliana nó thả chiêu một cái kìa. Trời ơi, mày chết với tươi nha. Một. Không được, không lao vào được các bạn ạ. Lao vào phát nó ulti mình ngay. Đồng đội của mình thì nó hết máu rồi. Mày chết nè mày. Mẹ nó Liliana đứng nó rình rình ghê chứ. Nó thấy đồng đội mấy khứa theo mình ít máu ấy, đang đứng biến về ấy. Nó rình rình, nó thả chiêu ấy. Đúng. Rồi xong. Gặp cái ông gọi là top Bizan không biết chơi nữa các bạn ạ. Mày hả bưởi. Banh xác nè. Team mình có Tulen không biết chơi, cộng với cả Bizan chơi cực kỳ tệ. Là hai cái bạn này khả năng là cục tạ. Không biết gánh nổi không đây. Nhưng mà mình thấy rằng Bizan với cả Tulen là không biết chơi nha. Mình thấy là như vậy đó. Trận này thì team mình không có tank. Cái ông Bizan ông lao vào như một vị thần ý. Nếu mà tin được lao vào trụ đánh người ta mới ghê ý. Nhìn nó biết kiểu đó là không biết chơi rồi. Trận này sẽ khá là hấp dẫn đây. Tại vì mình sẽ phải gánh, mình với cả đồng đội mình sẽ phải gánh cho hai khứa đó. Mọi người xem thanh niên Bizan chết ngược với cả Ari này. 100% là chết ngược. Đấy. Nó có biết chơi đâu mà. Nó cứ ngao lao lên vậy. Đó, thấy không? Trời ơi, nhìn cái cách chơi là mình biết. Thật, người ta chơi như thế nào mình nhìn cái cách chơi là... Em bạn có Liliana chơi ghê lắm á. Còn team mình Tulen với cả Bizan thì đồng đoàn. Nhanh cho nó vuông. Vì thế nên trận này khá là khó nha. Nếu mà bắt được thì mình sẽ bắt Liliana trước. Chỉ cần Liliana trước các bạn. Ôi giời ơi, chừng trị cái gì không biết nữa cơ chứ. Ý là ulti làm gì không biết nữa chứ. Mình gọi là quăng cái chiêu 2 chúng mình lao vào chiêu cuối luôn. Thế là bốc hơi đến từ vị tường Aleter. Quá ngon. Anh em thấy ngon không? Chứ mình thấy êm rồi đó. Tuyệt vời ông mặt trời rồi đó. Nào, có mạng cho Hảo tiếp nào. Kheo lắm. Thấy chưa? Anh em đã thấy chưa? Anh em thấy lợi hại chưa? Rất chi là lợi hại nha. Ui dồi ôi. Chú. Ai chả kinh phết nhỉ. Ảo thật đấy. Bizan kìa, Tulen kìa. Anh em thấy hai hình khứa đó nó phế không? Đừng có ăn bùa của mình chứ, bạn ơi. Mình cũng đang rất là phế mà. Mình có ăn được có 5 mạng chứ mấy, mà ăn bùa của mình mất tiêu vậy. Ta đứng giữa này đánh luôn. Lượm lúa nó luôn bạn ơi. Ra đây, đánh được chết luôn. Ôi. Ông Bizan ông chở đồng đội mình chạy long quang. Xong bé rồi. Ui dồi ôi ạ. Đam nó ảo thế nhỉ. Mọi người thấy đam của con Liliana nó ảo không? Hôm trước mình cũng có làm một cái clip về bị đứng Liliana và đam của nó ảo thật sự. Tự dưng nó làm cái đùng đùng cái ngộ không pha đó bốc hơi trong một nốt nhạc luôn. Cái pha vừa rồi đấy các bạn thấy không? Nó thả có búng trước một chú hai thôi đó mà mình còn tí máu á. Trời ơi, biến thành cáo nó ra nó cào mình, nó liếm mình cái chắc mình cũng chết luôn quá. Nguy hiểm thật sự luôn đấy. Chơi nào. Ui giời ơi.
Chú. Đây 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 đây. Soi tôi à, bắt tôi à, sợ tôi à? Tôi có làm gì đâu, sợ tôi dữ vậy? Ma nó có 6 mạng chứ nhiêu đâu. Rồi xong. Có lúa về, có lúa về. Thế mình đang hơn người nha, nhưng mà đồng đội mình tu len với cả Bizan ít máu quá. Hết máu rồi. Ăn ca sa này anh em. Làm thịt con ca sa cho nó máu chiến chiến máu nào chết. Uầy. 8-1 anh em ạ. Trời ơi. Nhưng mà cái này nó có điểm mạnh của nó thì giống cũng giống như là những cái vị tướng sát thủ ví dụ như Kriknat hay Roker hay là Na khác các bạn. Đó chính là thời điểm đầu trận nó rất là mạnh, đến giữa trận trở đi là nó bắt đầu nó yếu dần nha. Vì thế nên dứt điểm được càng tớm càng tốt. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, thôi sao thôi, chết. Chết tôi rồi. Ai đi cũng chết luôn kìa. Không sao đâu, không chết đâu. Ui giời, gặp ông Tulen không biết chơi thì không chết thì đấy, mọi người thấy không? Mọi người thấy Tulen với cả vị tướng bay ra không? Nhìn cái cách chơi lúc đầu mà mình thấy mình chỉ cần gọi là thấy sơ sơ thôi là biết hai bạn đến nó phế rồi. Gánh một người đã gánh mệt mỏi rồi mà gánh cả hai người như thế này thì căng quá anh em ơi. Quá căng luôn đấy. Bùm bùm tắc 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 bùm bùm tắc bùm bùm tắc 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 bùm. Chú. Ấy có lúa liền. Chà chà. Úi giời ơi. Ý. Vô. Mình đang lên cho nó cái nanh Fenry nha. Lên xong cái nanh Fenry rồi mình sẽ lên cho nó ra hộ mạnh. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đừng để nó đi ulti đồng đội mình. Ôi. Tưởng nó đang ulti chứ. Hóa ra không phải hả? Ôi. Kìa, Bizan kìa. Xong Bizan này. Này thì ngáo ngáo, đứng đó mà biến về. Mày giết đồng đội tao. Hồi nãy ăn bùa của tao. Cho mày chết. Hồi nãy con Lee nào ăn bùa của mình. Mình vẫn hơi bị cú nó. Vừa rồi là mình vừa làm một cái pha gọi là tốc. Tốc hành. Nhưng để cho bạn tốc hành. Chú. Kìa Alistair kìa, Alistair kìa. Có lúa kìa. Mày ulti đi này này này. Ulti tui nè bạn. Cho nó chết. Tem bạn thì mình có thể ép được nhưng mà khó thắng. Tại vì tem bạn nó toàn là những cái người mà đét lính rất là khủng các bạn ạ. Ví dụ như là Tule, Liliana đét lính rất là ngon này. Cộng thêm cả Alistair, cộng thêm cả John nữa, tay dài á. Rất khó cho tem mình. Nếu mà chỉ cần tem bạn chỉ cần sai lầm một phát thôi là khả năng là mình, tem mình cố gắng là thắng được luôn. Còn để càng lâu về cuối trận thì khả năng tem mình càng chết. Ái chà chà. Tem mình thì Tulen thì nói thiệt với các bạn là thời điểm hiện tại Tulen bây giờ rất là phế nhá. Người nào mà chơi vị tướng Tulen là mấy bạn ấy mà chơi phải thật sự là giỏi thì mới chơi được cái con tướng Tulen. Mà cái ông Tulen tem mình úi giời ơi phế vãi nồi ra. Chú. Vậy mà cũng bày đặt Tulen. Ai da. Ái à, ái à, ái à. Rồi xong có mạng rồi. Tốc biến quá trời luôn. Tốc biến lia xia luôn. Không dám lao vào các bạn. Lao vào phát là không có lính, không có gì hết. Tem mình trận này chỉ trông chờ vào Illumia và Theonat thôi. Gánh cho gọi là Bizan với cả Tulen. Còn mình thì mình đang rình rình đợi thời cơ thôi nha các bạn. Chưa mở combat không có được. Thằng Alistair đốc ulti mình ấy. Nó xử mình trong vòng một nốt nhạc liền. Ui ôi, chịu ông Tulen thật. Chịu thật đấy. Không biết chơi ạ. Ai nổi.
Ăn cà xa đi, nhanh 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 nhanh. Cà xa phút thứ 15 này là con cà xa này khá là mạnh nha các bạn. Ấy, có cà xa rồi. Mày chết nhé. Đang hơn người kìa anh em. Chờ mình về mình ăn với con búa xanh cái. Hết mana rồi. Tốn mana phết đấy. Không đùa được đâu. Con cà xa con này thì mình nên thả xuống đường dưới hay đường giữa nhỉ? Nếu mà thả thì thả đường dưới cũng ngon. Đường giữa thì cũng được. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Trời ơi, Bijan lại chết nữa rồi kìa. Mi cứ đi nạp mạng cho người ta không à. Ôi, chơi luôn đi. Thả luôn đường giữa đi. Ông Bijan này, ông toàn đi nạp mạng cho người ta không à. Nuôi cho bạn cho nó xanh lé, xanh lét đi. Xanh như cái bánh xe bò luôn. Chán. Ăn nó. Trời ơi, con cà sa phút thứ 15 mà trên bên kia nó bảo mấy cái mấy nhát mà mất xác con bài cà sa luôn kìa. Ôi ôi vãi chửa ạ. Khiếp thật đấy chứ. Rồi 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 rồi, dứt nó luôn. Dứt nó luôn. Trời ơi, bị hất tung anh em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hất tung quá trời, chạy tới. Không sao, con liềm. Ái trời, ái da, ui da. Không đi nổi ạ. Vãi cái trường. Đục mày nè. Đúng rồi, cố lên. Chết đi, đúng rồi, hay quá. Đó, mọi người thấy không, Bijan nó vô tác dụng. Vô dụng thật sự luôn. Chả làm được cái mẹ gì luôn ấy. Trời ơi, nó phế vãi cả mứt ra. Chán. Gặp thêm Tulen với cả Bijan thế này thì toang thật sự. Khả năng thua quá anh em ơi. Cố lên Teo, cố lên Teo. Trông chờ vào bạn đó Teo ơi. Bắn nó, bắn nó, bắn nó. Thêm phát nữa, bắn. Ui giời ơi, gặp ông John, ông sấy. Pa 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 pa. Rằng mồi đã lộn trộn với nhau luôn. Giờ còn gì cho mình lên không ta? À đủ, không có gì cho mình lên luôn này. Cái thằng Alistair này phải giết nó đầu tiên nhé các bạn. Rồi hãy xem ra đây. Pháng. À đủ. Trời ơi, không đủ tầm anh em ơi. Mi xui nhờ. Thôi, thua rồi. Nản quá anh em ơi. Bijan không biết làm trò gì đây nữa này. Trời, nhìn thấy ông này chơi chán quá đi mất. Trời ơi, 2937. Oh my god. Có Teo nát với cả Illumia hỗ trợ mình gánh mình khứa này nhưng mà không gánh nổi được. Phải chi một mình Tulen phế vật ấy. Thì còn đỡ đây hai ông luôn. Trong một trận mà có hai ông như thế này. Thôi 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 thôi. Ông bữa nay Groth nó băng trụ luôn được kìa. Băng trụ luôn được kìa. Trời ơi Teo ơi, sao bạn lại để chết rồi. Vãi nồi. Có liềm nè, có liềm nè. Nhanh 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 nhanh. Một giây, một giây, một giây. Cút cút ra, đừng quan quái. Phạm, phạm, phạm ơi. Giờ thiệt là tức quá anh em ơi. Thôi rồi. Ok, mình nghỉ nha các bạn. Bye bye anh em.